Mạnh Quỳnh gây lo lắng khi check-in tại bệnh viện, bức xúc đăng đàn cảnh báo cực gắt đến antifan. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh khiến khán giả xôn xao khi đăng bài viết mới. Rất nhanh sau đó, netizen đã tràn vào bài viết bình luận động viên nam ca sĩ, mong anh có thể bỏ qua những điều tiêu cực và nhìn về phía trước. Nguyên văn đoạn chia sẻ của Mạnh Quỳnh trên trang cá nhân: "Tôi sống hơn 50 tuổi đời rồi, các bạn chỉ đáng tuổi em, cháu hoặc ngang tuổi đời với tôi thôi, các bạn không đủ tư cách hay có quyền quyết định về việc tôi làm. Các bạn đừng áp đặt hay muốn tôi phải làm theo ý các bạn. Nếu không thích hay thất vọng về tôi thì xin đừng vào xem hay theo dõi thông tin tôi nữa. Tôi rất cần sự yêu thương và thông cảm ngay lúc này, chứ không cần những lời bình phẩm tiêu cực về tôi bằng tư tưởng hẹp hòi của các bạn. Tôi rất luôn trân trọng khán giả yêu thương tôi, nên những gì tôi đã và đang làm là vì họ, vì nghệ thuật và vì tương lai của thế hệ trẻ đam mê ca hát sau này. Không vì mục đích gì cho bản thân hay trục lợi cho riêng mình. Luôn mến chúc bình an cho mọi nhà, hãy sống an nhiên và vui vẻ vì cuộc sống không bao giờ cho ta được những gì ta mong muốn." Dù không nhắc trực tiếp đến vấn đề nào, nhưng người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tinh thần và sức khỏe của Mạnh Quỳnh. Nhiều người lên tiếng và trấn an nam ca sĩ và dành những lời động viên tốt đẹp nhất. Một số bình luận của khán giả: "Anh hai nói đúng quá, kệ miệng đời anh à, chúng em vẫn luôn trân quý và yêu quý anh hai, những gì anh làm thật tuyệt vời. Anh chỉ nên nghĩ đến những người yêu thương mình và làm những gì mình luôn cho là đúng. Đừng quan tâm lời ra tiếng vào tiêu cực nha. Chúc anh luôn khỏe mạnh, theo đuổi đam mê của mình và cống hiến nhiều hơn nữa." Cũng cần mắng nhẹ một câu cho những người có chủ nghĩa đa nghi và không hiểu mà mình thích phát biểu tên là mồm thiên hạ: "Thương chú đừng bận tâm đến những thành phần đó chú ơi, mình sống mình biết." Được biết, những ngày gần đây, Mạnh Quỳnh nhận được sự quan tâm từ dư luận khi cùng các con nuôi Phi Nhung tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ cũng như người bạn tri kỷ. Tại sân khấu, Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ về sự ra đi của Phi Nhung cũng như hành động đẹp dành cho bản diễn lâu năm. Mạnh Quỳnh không ngần ngại cầm ảnh cố ca sĩ Phi Nhung và chụp hình với người hâm mộ. Chỉ một hành động nhỏ nhưng nam ca sĩ lại khiến netizen và thổn thức.